Có tiếng rồi đây. Alo. Rồi chúng ta vào lại nha. Nãy mà thầy mới hoạt động máy tính, chắc là nó bị lag quá. Rồi. Rồi. Thôi, chúng ta tiếp tục nha các bạn nha. Rồi, như hôm nãy trước khi mà nó bị dừng thì thầy đang nói đến vấn đề là chúng ta sử dụng phương pháp để nói chung là phương pháp tổng quát á, để giải quyết một cái bài toán tĩnh học nói chung. Thì nhiệm vụ của bài toán tĩnh học á là làm sao để chúng ta tìm được các cái phản lực liên kết theo yêu cầu. Thì muốn tìm được các phản lực liên kết á, thì đầu tiên là các bạn phải chọn được cái đối tượng khảo sát nhá. Cái đối tượng khảo sát chúng ta là cái nào? Chọn vật thể khảo sát cân bằng, tức là trên thực tế cơ hệ chúng ta có rất là nhiều vật thể nó liên kết với nhau. Như vậy là đối tượng khảo sát là cái gì? Những vật còn lại là liên kết nha. Khi các bạn chọn đối tượng khảo sát thì những vật còn lại thì các bạn xem như là liên kết, và các bạn phải thay những vật đó bằng các cái phản lực liên kết. Trong cái cơ hệ này nó sẽ bao gồm là cái thanh AC đúng không, và thanh BD. Hai vật này nối với nhau bằng cái khớp ở B nha. Rồi cái thanh AC thì nó nối với lại cái nền nằm ngang đây, cái tường nằm ngang ở cái mặt phẳng nằm ngang ở cái gối A, và cái BD thì nó nối mặt với cái tường thẳng đứng ở cái gối B. Đó là các cái cơ hệ chúng ta sẽ có hai vật thể như vậy. Thì làm sao để chọn được vật thể cần khảo sát? Thì có hai cách để chúng ta lựa chọn. Cách thứ nhất là dựa vào cái yêu cầu của bài toán. Yêu cầu thứ nhất là người ta có thể yêu cầu chúng ta tìm phản lực liên kết nói chung, và hoặc là tìm phản lực liên kết tại một điểm cụ thể nào đó. Ví dụ trong bài này người ta yêu cầu chúng ta tìm phản lực liên kết tại B và tại A và tại B đó. Bây giờ với yêu cầu như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là hai cái điểm A và B nó thuộc cái thanh AC, do đó bài toán này chúng ta sẽ chọn cái thanh AC làm đối tượng khảo sát chứ không phải là đối tượng khảo sát là thanh BD. Cái thứ hai là trường hợp người ta chỉ hỏi chung chung là tìm phản lực liên kết thôi thì chúng ta sẽ không có cơ sở để chúng ta xác định được à chúng ta tìm cái gì ở cái vật thể nào, đúng không ạ? Thì chúng ta bắt buộc trong bài toán này thì chúng ta phải tự chúng ta lựa chọn, đúng không ạ? Thì cách lựa chọn cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ xem trong cái cơ hệ này, những vật thể đó, cơ hệ này thì cái vật nào là cái vật chịu lực, lực tác động lên vật thể nào, lực tác động lên vật thể nào thì các bạn sẽ chọn vật thể đó làm đối tượng khảo sát của mình. Nhờ đó chưa? Cái đó là cái nói chung là cái mẹo nhỏ để chúng ta biết được cái đối tượng khảo sát cho nó phù hợp. Nếu không thì các bạn sẽ không biết cách giải quyết những bài toán như thế này, rất là khó khăn các bạn nha. Như vậy thì trường hợp như vậy á thì chúng ta phải chọn được đối tượng khảo sát. Trong trường hợp này chắc chắn là cái lực này tác động lên thanh AC thì rõ ràng đối tượng khảo sát là thanh AC chứ không phải là cái thanh BD. Cách thứ ba. Nào, chúng ta phải xem trong cơ hệ này có cái liên kết thanh cứng trong này hay không. Nếu có liên kết thanh cứng thì thanh cứng nó chỉ là liên kết nha, thanh cứng chỉ là liên kết, nó không phải là vật thể khảo sát. Vậy thì thằng đó chúng ta có thể loại đi ngay lập tức, không cần khảo sát nó mà ta khảo sát những vật còn lại, đó chưa? Như vậy trong trường hợp này
chọn vật thể khảo sát AC xong, sau đó chúng ta sẽ giải phóng liên kết cho vật thể khảo sát. Giải phóng liên kết cho vật thể khảo sát. Vậy thì thanh AC nó liên kết với những vật còn lại bằng cái liên kết gì? Ví dụ, thanh AC nó liên kết với lại cái mặt phẳng nằm ngang ở A và liên kết với lại thanh BD ở B. Đó là hai cái liên kết đó. Hai liên kết đó các bạn phải nhớ lại coi, mình xem đó là liên kết gì. Mình đã học qua rồi. Liên kết gì? Ở A là liên kết gì? Và ở A cho bao nhiêu phản lực liên kết? Trả lời được không? Đó. Như vậy thì ở A đó là liên kết gối cố định đúng không? À, gối cố định thì cho chúng ta hai phản lực liên kết. Gối cố định thì cho phép vật thể chúng ta quay được quanh điểm A. Đúng không? Vậy thì sẽ cho chúng ta hai phản lực liên kết. Các bạn bỏ đi cái gối A hay là nói cách khác là gì? Tôi bỏ đi cái nền nằm ngang đó. Tôi thay cái nền đó bằng hai cái phản lực, hai cái lực ở A. Đó là hạn chế thẳng đứng thì một phản lực thẳng đứng, hạn chế nằm ngang thì phản lực nằm ngang. Đúng không? Và ở B đó là liên kết gì? Đúng không? Ở B đó. B là gì? Nối với thanh BD. Đúng không? Và thanh BD các bạn xem là gì? Đây là một cái thanh có hai đầu khớp quay ở B và ở D này. Không có lực tác bạo động thanh BD, vậy là thanh cứng đúng không? Vậy thanh cứng cho chúng ta là cái gì? Chúng ta thay bằng một phản lực liên kết. Như vậy, giải phóng liên kết cho cái hệ này, chúng ta bỏ đi cái nền nằm ngang, chúng ta sẽ đặt vào hai phản lực đó là XA và YA, đúng không? Đó, thanh cứng này thì chúng ta thay bằng một phản lực liên kết thanh cứng. Phản lực này nằm ở đâu? Nằm dọc theo đường thẳng nối hai đầu thanh. Như vậy thì nó nằm dọc theo BC. Mình gọi đó là NBC. Như vậy là gì? Tôi vừa xong cái bước thứ hai giải phóng liên kết xong. Giải phóng liên kết xong. Rồi, chúng ta sang tiếp tục sang cái bước tiếp theo. Cái này chúng ta bắt buộc là chúng ta phải làm được bởi vì đây là những cái ẩn số chính này, XA, IA và NBC. Nếu các bạn không xác định được mấy cái ẩn này thì làm sao các bạn giải được cái bài toán tính học này? Đó chưa? Cực kỳ quan trọng nha, các bạn phải phân loại được liên kết. Bước thứ nhất là chọn vật thể khảo sát cũng rất quan trọng bởi vì nếu không chọn đúng thì các bạn không giải được. Bước thứ hai là gì? Giải phóng liên kết. Nếu các bạn giải phóng liên kết mà sai thì chắc chắn là cái ẩn số mình muốn tìm nó cũng sai thôi luôn, làm sao mà giải được. Như vậy là cẩn thận các này nha. Rồi, sau khi giải phóng liên kết xong, chúng ta sang bước thứ ba là cái bước đơn giản lắm. Phân tích lực các bạn đã học qua rồi. Những cái lực nào nằm ngang thì nằm thẳng đứng thì nó dễ rồi, chúng ta không đụng tới đúng không? NBC hay BD thì à chắc là BD các bạn nha. Rồi. Rồi, phân tích lực. Thì cái lực nằm nghiêng á thì mình phân tích ra hai thành phần, thẳng đứng và thành phần nằm ngang. Đúng không ạ? Chúng ta phân tích thành phần thẳng đứng và thành phần nằm ngang. Rồi sau khi phân tích lực ra cái này chúng ta đã học rồi, chắc chắn các bạn phải làm được cái chuyện này. Phân tích lực, một lực nằm nghiêng, phân tích ra hai thành phần của nó. Để sau này chúng ta chiếu lực nó dễ, để sau này các bạn lấy moment của lực đối với điểm nó dễ. Ok chưa? Rồi. Rồi sau khi phân tích lực xong nha, chúng ta sẽ phân tích NBD theo phương X, NBD theo phương Y nha. Rồi xin lỗi đây là NBD. Rồi. Sau khi phân tích lại từ lực xong, các bạn sẽ thiết lập cho tôi điều kiện cân bằng của vật rắn, nó thể hiện bằng các phương trình cân bằng nha. Đối với một vật thể trong bài toán phẳng, nó sẽ có thể nha, nó có thể thực hiện tối đa là ba chuyển động, hai chuyển động vuông góc theo phương X, phương Y và một chuyển động quay. Như vậy để vật thể cân bằng là gì? Không có chuyển động nào hết các bạn ạ. Yeah. Như vậy là gì? Để vật thể cân bằng thì là gì? Nó không được phép chuyển động theo phương X. Không được phép chuyển động theo phương X. Tức là gì? Không được phép chuyển động theo phương X là hình chiếu của tất cả các lực tác động lên vật thể đó theo phương X phải bằng không. Các bạn chọn chiều để chiếu hướng qua trái hướng qua phải đều được hết. Nha. Đó. Sau đó là gì? Chúng ta sẽ xếp thêm thêm điều kiện thứ hai, các bạn viết phương trình cân bằng thứ hai. Điều kiện đó là gì? Vật thể ta cân bằng thì không được phép chuyển động đi theo phương Y. Lưu ý là hai phương này phải vuông góc với nhau nha các bạn nha. Bất kể nằm phương nào cũng được nhưng X và Y phải vuông góc với nhau. Rồi, như vậy là gì? Hình chiếu của tất cả các lực này lên trục Y phải bằng không để nó không có chuyển động thẳng đứng. Hay nói khác là không có chuyển động theo phương Y. Nha. Và điều kiện thứ ba là để vật thể không quay. Không quay thì nó phải sao ạ? À? Không quay thì phải sao?
thì là gì, cái moment làm cho nó bằng bằng không đúng không, moment làm nó làm nó quay, vậy thì để nó không quay thì moment nó phải bằng bằng không, vậy thì không được phép quay quanh cái điểm nào các bạn. Điểm B. Vậy vậy thì để quay qua điểm B, có bạn thì lại chọn điểm A, có bạn thì chọn điểm, có ai chọn điểm C không? Như vậy là gì? A hoặc B đúng không ạ? Hoặc là C đúng không? Như vậy tôi hỏi các bạn nè, nếu nó không quay quanh A, vậy thì nó quay quanh điểm B được không? Không được. Đúng không ạ? Như vậy là gì? Bắt buộc là cái gì? Nó không được phép quay quanh một điểm bất kỳ. Lưu ý nha, vật thể đã cân bằng rồi không được phép quay quanh một điểm bất kỳ. Do đó cái điểm mà các bạn chọn để lấy moment á là điểm nào cũng được các bạn nha. Điểm nào mình cảm thấy tiện nhất để cho việc lấy moment của mình thì mình sẽ chọn cái điểm đó các bạn nha. Ha. Như vậy là các bạn nha, lưu ý nha, điểm nào các bạn thấy ổn nhất, tiện nhất thì các bạn sẽ chọn để chúng ta lấy moment. Vậy trong trường hợp này chúng ta nên chọn lấy moment ở điểm nào là phù hợp các bạn? Điểm A và điểm điểm B, điểm A hoặc là điểm B. Tại sao chúng ta lại chọn điểm A mà không phải là điểm B, mà ngược lại tại sao chọn điểm B mà không phải là điểm A? Đúng ạ. Quy tắc khi lấy moment của lực đối với điểm là gì? Moment của nó sẽ bằng không. Moment của lực nó sẽ bằng không khi lực đó đi qua điểm lấy moment. Được chưa? Lực đi qua điểm lấy moment. Như vậy là gì? Chúng ta cố gắng làm sao gì? Triệt tiêu được càng nhiều ẩn số trong cái phương trình cân bằng thì càng tốt. Đúng không ạ? Như vậy thì các bạn thấy ở điểm A có hai cái lực đi qua A, đó là XA và IA, đây là hai ẩn số. Nếu các bạn lấy moment ở đối với điểm A thì có phải là hai cái lực này nó sẽ triệt tiêu không ạ? Như vậy thì cái phương trình còn lại của mình nó sẽ có NBC trong này và NBD trong này. Đúng không? Mình sẽ tiện hơn cho việc lấy moment của mình. Như vậy là quy tắc khi lấy moment là gì? Các bạn chọn cho tôi một cái điểm, chọn tôi một cái điểm nha. Đúng không ạ? Chọn tôi một điểm có nhiều lực đi qua điểm đó nhất thì mình sẽ lấy điểm đó làm điểm moment, lấy moment. Được chưa? Đó là thuận tiện cho bài toán của mình, chứ không phải là chúng ta thích cái điểm nào ta chọn cái điểm đó. Ví dụ chọn điểm C chẳng hạn thì bài toán sẽ rối nùi liền. Ở điểm B thì cũng được, nó sẽ triệt tiêu được một lực nhưng mà còn hai lực trong đó. Một phương trình có hai ẩn thì chắc chắn không giải được. Do đó cố gắng nha, làm sao các bạn phải chọn từ một điểm mà có nhiều phản lực đi qua đó nhất để chúng ta lấy moment. Sau khi mà các bạn viết phương trình cân bằng moment, chúng ta lấy moment đó với điểm A xong, thì các bạn phải hiểu biết cách lấy moment rồi đúng không ạ? Rồi, giờ chúng ta sẽ làm gì nữa các bạn? Giải hệ phương trình này ra thôi. Như vậy là chúng ta lưu ý là gì? Có 5 bước cơ bản thôi. Bước thứ nhất, chọn vật thể khảo sát. Bước thứ hai, giải phóng liên kết cho vật thể khảo sát. Bước thứ ba là chúng ta phải phân tích lực ra. Đúng không? Những lực phức tạp phân tích thành những lực đơn giản. Bước thứ tư, thiết lập các phương trình cân bằng tĩnh học. Đúng không? Và có 3 phương trình cân bằng tĩnh học các bạn lưu ý nè. Hình chiếu hệ lực lên trục x, tức là thể hiện vật thể không có chuyển động theo phương x. Hình chiếu hệ lực lên trục y là vật thể không có chuyển động theo phương y, phải bằng không đúng không ạ? Hình chiếu lực lên trục x bằng không, hình chiếu lực lên trục y bằng không, và moment của lực đối với một điểm bất kỳ phải bằng không. Điểm bất kỳ là cái điểm nào ta chọn cái điểm có nhiều phản lực liên kết đi qua đó nhất thì chúng ta lấy moment. Sau đó chúng ta sẽ giải phương trình cân bằng. Và sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là gì, làm xong rồi tôi hướng dẫn các bạn là cách chúng ta kiểm tra cái kết quả mình làm đúng hay là làm sai. Rồi các bạn nắm được ý tưởng đó chưa? Có những cái bước cơ bản như vậy các bạn làm theo đó thì bảo đảm không bao giờ sai. Còn nếu các bạn hoặc là gì sai một cái chọn vật thể khảo sát đã sai, hoặc là giải phóng liên kết đã sai rồi thì tôi thua rồi. Hoặc là lấy moment mà chúng ta cũng lấy sai nữa thì tôi hết cách. Các bạn lưu ý cho tôi nha. Cái gì cũng phải cẩn thận nha. Và sau khi mà lỡ như mình làm sai thì các bạn phải có một cái bước kiểm tra nữa thì tôi bảo đảm là không bao giờ được, không bao giờ mà bị lỗi nha các bạn nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ các bạn. Ok ha, lên một ví dụ nha. Rồi. Đấy các bạn thấy là cái kết cấu này. Đây là một cái dầm AB. Dầm là cái gì? Dầm là một cái thanh chịu uốn, người ta gọi là dầm. AB là thanh AB đó. Đúng không? Nó chịu tải như hình vẽ nè. Nó sẽ bao gồm là ba cái tải 600 Newton, 100 Newton và 200 Newton. Ok chưa? Rồi. Cái dầm này á
Nó sẽ có liên kết ở A và liên kết ở B. Ở đây chúng ta chỉ có một vật thể khảo sát, do đó bước thứ nhất chúng ta không quan tâm nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bước thứ hai trở đi, tức là giải phóng liên kết cho vật thể khảo sát. Rồi, trong cái liên kết này, trong kết cấu này, các bạn phải xem được cái liên kết ở A đó là liên kết gì, ở B nó là liên kết gì. Được chưa ạ? Mình mới giải phóng ra được, mình mới đặt vào phản lực liên kết cho nó đúng. Đúng không? Vậy thì ở A ở đây là liên kết gì các bạn? Rồi. Rất là nhiều bạn trả lời đó là liên kết gối cố định đúng không ạ? Rồi các bạn xem kỹ coi là liên kết đó. Đúng không? Liên kết đó đó. Nó cho phép chuyển động gì và hạn chế chuyển động gì? Thì chúng ta hãy trả lời cái đó. Cho phép chuyển động gì? Các bạn phóng to lên, nhiều khi các bạn thấy không rõ nha, các bạn phóng to lên các bạn xem lại coi nó cái liên kết đó nó có rõ không? Đó. Cái liên kết đó, hình dáng cái liên kết đó các bạn học ở phần trước rồi đó, thì các bạn thấy là nó là cái gì? Cho phép quay đúng không? Rồi, cho phép chuyển động nằm ngang không? Ngàm nữa. Đó, nói ngàm thôi là xong rồi đó. À, gối di động ở A, nhìn cái đề là biết rồi đúng không? Tại sao là gối di động? Các bạn thấy là ở dưới A đó, các bạn thấy là nó trơn nhẵn nó tròn nha, ở cái chỗ cái đáy cái chỗ cái liên kết ở A đó nó trơn trơn nhẵn thì có thể chuyển động nằm ngang được các bạn. Nhìn vào đó nó có thể thể hiện được chuyển động nằm ngang được. Như vậy thì có chuyển động nằm ngang, có chuyển động quay, chỉ hạn chế một chuyển động thẳng đứng thôi, làm sao mà đó là gối cố định được, mà ở B nó sẽ là gối gì? Gối di động ha. Ở A là gối di động các bạn. Gối di động thì sẽ cho chúng ta mấy phản lực. Dĩ nhiên hạn chế thẳng đứng thì nó sẽ là cho chúng ta một phản lực. Rồi. Mạng gì mà yếu dữ trời. Rồi, xong chưa? Nó là ổn rồi đó. Thiệt chứ. Rồi, ổn chưa? Ok rồi nha. Rồi, tạm thời vậy. Đó. Như vậy thì đó cái liên kết đó là gối di động, chúng ta sẽ có một phản lực nha. Rồi. Ở A thì các bạn, ở B các bạn thấy rõ ràng là cái này gối liên kết này là gối cố định nha. Gối cố định thì chúng ta sẽ có hai phản lực. Ở B là gối cố định sẽ cho hai phản lực. Như vậy là chúng ta sẽ giải phóng liên kết ở B ra. Giải phóng liên kết ở B ra. Đúng không ạ? Ở B thì có hai phản lực liên kết. Ở B chúng ta sẽ có hai phản lực. Trạng này nó kéo dài. Rồi các bạn. Như vậy là cái sơ đồ giải phóng liên kết nó như hình vẽ, thấy chưa? Có thắc mắc gì không? Sơ đồ giải phóng liên kết cho cái vật thể này. Đúng không ạ? Như vậy là A thay bằng một phản lực là NA. Ở B thay bằng hai phản lực là XB và IB. Rồi, các bạn chụp hình cho thầy cái sơ đồ tính này nha. Chụp màn hình cho thầy cái sơ đồ tính này để người ta ra bảng người ta làm cho nó nhanh.
Rồi. Thì vẽ lại cái sơ đồ tính lúc nãy nha. Rồi đây là cái thanh AB. Lực tác động lên thanh AB. Chỗ này là bao nhiêu ạ? 100 Newton. Rồi, ở lực tác dụng ở điểm đây 200 Newton. Rồi. Lực 600 Newton đặt ở vị trí này, ở trên này các bạn nha, lưu ý là điểm đặt nằm ở trên này này. Và lực này là 600 Newton này. Rồi, ở đây thì người ta cho góc này 45 độ, nó cũng đơn giản thôi. Đó. Rồi, lưu ý là gì? Khoảng cách từ cái điểm này nè ha, từ điểm đặt lực đến cái trung điểm trục giữa của thanh á. Ở đây người ta cho lưu ý là thêm thòng cái một cái giá trị nữa là gì? 0,2 mét. Đoạn này nè. Người ta cho đoạn này á là 0,2 mét. Người ta lưu ý cho tôi ha, cái đó nó ảnh hưởng đến việc lấy moment của mình á. Nếu bạn không chú ý thì các bạn sẽ rất là dễ sai chỗ này. Rồi, vậy là kích thước người ta cho đây là 2 mét này, 3 mét này, 2 mét này. Đây là điểm A và đây là điểm B. Rồi, tôi mô hình nó thì nó sẽ đưa về cái dạng như vậy ha. Rồi, sau khi mà tôi mô hình xong, tôi đưa về dạng đơn giản xong, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán đó bằng cách nào? Đầu tiên là gì? Bước thứ nhất chọn vật thể khảo sát là nó rồi. Bước thứ hai là chúng ta phải giải phóng liên kết cho vật thể khảo sát, đúng không? Giải phóng liên kết cho vật thể khảo sát. Giải phóng bằng cách nào? Bỏ cái liên kết này, liên kết gối di động hồi nãy tôi nói rồi, thay bằng cái gì? Một phản lực liên kết. Rồi, một phản lực liên kết tên là NA hoặc IA. Để bây giờ tôi đặt NA cho nó giống trên bài ha. NA ở B gối cố định có hai phản lực liên kết, đó là IB và gì? XB. Tôi nhắc lại chiều phản lực liên kết mình sẽ đưa như thế nào? Mình đưa nếu đoán được đúng á thì mình chọn đúng ha. Nếu đoán sai á thì tính ra dấu âm thôi, không vấn đề gì các bạn nha. Cứ đoạn để là lại bình thường. Rồi. Bây giờ tiếp tục nha. Tôi sẽ thay bước tiếp theo đó là gì? Phân tích lực. Bước thứ nhất này. Bước thứ nhất là gì? Chọn vật khảo sát. Bước thứ hai là giải phóng liên kết cho vật thể khảo sát. Bước thứ ba đó là gì? Phân tích lực. Phân tích lực. Rồi. Phân tích lực thì chúng ta thấy là những lực thẳng đứng và lực nằm ngang, có ta chọn phương nằm ngang, phương thẳng đứng là cái phương chúng ta sẽ chiếu đó. Thì chúng ta sẽ lấy những lực nằm nghiêng, bỏ nó thay những lực thành phần nằm ngang và lực thẳng đứng. Theo quy tắc hình bình hành, lực 600 hướng vô điểm đặt thì hai thành phần của nó cũng phải hướng vô điểm đặt. Lực thẳng đứng nó sẽ là gì? 600 nhân cho sin 45 độ. Lực nằm ngang là gì? 600 nhân gì? Cos 45 độ. Rồi. Sau đó tôi sẽ sang bước tiếp theo là viết phương trình cân bằng tĩnh học. Viết phương trình cân bằng tĩnh học. Rồi, phương trình gì? Phương trình thứ nhất là hình chiếu hệ lực này lên trục x. Tất hình chiếu tất cả các lực lên trục x bằng 0. Phương trình thứ hai, tổng hình chiếu các lực này lên trục y bằng 0. Và phương trình thứ ba
là phương trình moment của hệ lực này lấy đó một điểm bất kỳ phải bằng 0. Như vậy là thỏa mãn ba phương trình này. Như vậy là chúng ta đang dừng lại ở cái bước đó là giải phóng liên kết, sau đó phân tích lực. Bước tiếp theo tôi sẽ viết phương trình cân bằng tĩnh học. Phương trình cân bằng chiếu hệ lực này, tất cả những cái lực này nè, lên cái trục nằm ngang, trục nằm ngang, hoặc là chọn phương nghiêng nào đó tùy các bạn nha. Các bạn lưu ý là hai phương này phải là vuông góc. Rồi, chiếu lên trục nằm ngang, các bạn chọn phương ngang để chiếu ha. Rồi các bạn ha, để mũi tên nằm ngang, tức là thể hiện cho người ta thấy là cái chiều là cái phương ngang hướng vào phải dương, ví dụ chẳng hạn tôi chọn hướng phải dương, chọn hướng phải dương. Rồi tôi có thể để dấu cộng ở đây này để nhắc nhở mình ha, để nhìn vào đây người ta chiếu. Rồi đi lần lượt từ trái qua phải, có những cái lực nào nằm ngang thì chúng ta sẽ đưa vào phương trình này. Lực nằm ngang đó là chiếu lên trục x bằng bao nhiêu ạ? 600 nhân cos 45. 600 nhân cos 45. Rồi. 600 nhân cos 45 là hình phải cùng chiều dương với mình, do đó lấy dấu cộng ha. Rồi. Lực này à, chiều dương của tôi chọn hướng phải. Giờ là dấu trừ, trừ XB bằng 0. Trừ XB bằng 0. Và từ đây dễ dàng tính ra được XB bằng gì ạ? XB XB bằng 600 nhân cos 45. 600 cos 45 là căn 2 chia 2. Như vậy là 300 căn 2 Newton. Rồi. Rồi chịu khó đi ngồi nghe nè, chat cái gì mà chat, chat tào lao không. Rồi tiếp theo, mình chiếu lên trục x xong, chúng ta viết phương trình cân bằng thứ hai, đó là phương trình hình chiếu lên trục trục y. Chiếu hệ lực này lên trục y. Chiếu lên trục y nha. Rồi, trục y là cái trục nó sẽ vuông góc với trục x, mà trục x tôi chọn là nằm ngang rồi. Do đó trục y chắc chắn là phải là thẳng đứng. Rồi, chiếu lên trục thẳng đứng. Hướng nào là dương? Hướng lên hay hướng xuống? Đó là do mình chọn thôi các bạn ha. Hướng nào dương cũng được, bởi vì cuối cùng với phải chúng ta vẫn là không. Do vậy, do trong trường hợp này, theo thói quen, tôi sẽ chọn hướng lên là dương. Để dấu cộng như vậy. Để nhắc nhở mình, cái này là chiều dương nha. Ok, chiếu lên trục y, nó sẽ bằng cái gì đây? NA. Hướng lên cùng chiều dương với mình, dấu dương. Rồi. Lực nằm ngang không có, lực thẳng đứng 600 dấu trừ bởi vì nó hướng xuống mà trục hướng lên, trừ 600 nhân sin 45 độ nha, nhân sin 45. Ok, lực này 100 hướng xuống dấu trừ 100, trừ 100. Rồi lực 200 hướng xuống, trừ 200. Rồi IB hướng lên cộng IB bằng bằng 0. Các bạn thấy là đây là phương trình số 2. Phương trình số 2 này là các bạn thấy là nó có hai ẩn số đúng không ạ? Rồi có hai ẩn số chưa có giải được, do đó thì cái phương trình thứ ba là nó chính là cái chìa khóa của bài toán này, được chưa? Các bạn viết cái gì, viết viết hai phương trình không bao giờ giải được này ha. Một phương trình hai ẩn, viết hình chiếu lên trục x hoặc chiếu lên trục y không bao giờ giải được nha, mà chỉ có viết phương trình cuối cùng, phương trình cân bằng moment. Phương trình này là cực kỳ quan trọng, nếu các bạn không biết cách lấy moment thì coi như phần này toang nha, lên được liền nha. Các bạn phải lấy được moment của lực đó bằng điểm, lấy cho đúng nha. Rồi, thì chúng ta mới giải được bài toán này. Rồi, phương trình thứ ba đó là phương trình moment. Thì ở đây, chúng ta sẽ chọn cái điểm lấy moment. Đó là điểm nào các bạn? Điểm lấy moment trong bài toán này điểm nào? Điểm B. Điểm B là điểm lấy moment. Đúng không? Ở điểm B,
Điểm B thì có rất là nhiều lực, 3 lực đúng không ạ? Đi qua điểm B. Do đó thì điểm B là điểm rất là hợp lý để chọn lấy moment. Lấy điểm A cũng được. Đúng không ạ? Đấy, điểm A cũng được, điểm B cũng được. Điểm A thì có hai lực đi qua đó là NA, có SB cũng đi qua B. Nhưng mà ở đây điểm B sẽ tốt hơn, có 3 lực lực. Do đó chúng ta sẽ chọn điểm B. Nhắc lại nha, điểm lấy moment là cái điểm mà cái điểm mà chúng ta sẽ chọn lấy moment, bởi vì nó có điểm có rất là nhiều phản lực liên kết đi qua. Rồi, bây giờ chiều dương để lấy moment, nhắc lại nha. Moment dương là hướng ngược chiều kim đồng hồ quanh điểm khảo sát. Ngược chiều kim đồng hồ quanh điểm khảo sát là dấu dương nha. Ok, lấy moment hệ lực đối điểm B nó sẽ bằng cái gì? Đi từ quét từ bên này qua này. XB, IB và lực 200 đều đi qua B hết. Moment của nó sẽ bằng 0. Rồi, moment bằng 0. Còn lại là bao nhiêu? 100. Lực 100 quay quanh điểm B, quay theo chiều này là ngược chiều kim đồng hồ. Vậy là 100 là lực mình nhân cho cánh tay đòn. Cánh tay đòn là khoảng cách từ 100 đến điểm B, tức là 202 mét. Ok, tiếp tục mình sẽ lấy moment của lực 600 Newton này. Lực 600 thì phân tích ra thành hai lực thành phần. Do đó, moment của lực 600 sẽ bằng là moment của lực hai lực thành phần này đối với cái điểm B. Vậy lực điểm B ngược chiều kim đồng hồ. Nhắc lại, lực thẳng đứng là 600 nhân sin 45 quay qua điểm B ngược chiều kim đồng hồ, lấy dấu trừ. Trừ. Trừ bao nhiêu ạ? À? 600 nhân sin 45. À. Xin lỗi, lực 600 này nhân sin 45 này quay về điểm B ngược chiều kim đồng hồ, dấu là dấu cộng các bạn. Dấu cộng. Như vậy là nhân cho cánh tay đòn từ đây qua đây có phải là 5 mét không ạ? À? 5 mét. Cộng Lực nằm ngang. Lực nằm ngang nha. Rồi nó dương, ok. lực nằm ngang này Nó sẽ đặt ở về trên này nè, vị trí ở trên này. Được chưa ạ? nó sẽ cách điểm B nằm ở trên đây một khoảng chứ không phải đi qua điểm B nha. Lưu ý cho tôi là người ta cho kích thước 0,2 mét có ý đồ của người ta. Như vậy là chỗ này 0,2 mét là lực nằm ngang. Dấu này dấu trừ bởi vì nó quay qua điểm B, nó quay như vậy cùng chiều kim đồng hồ. Trừ 600 nhân cho cos 45 nhân cánh tay đòn đó là 0,2. Mình làm mình sẽ thường thường không chú ý đến cái này. Thay hai thành phần chúng ta lấy một thành phần lấy moment không à. Như vậy là thằng kia là thường là bị sót sai rất là đáng tiếc. Lưu ý cái đó nha. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ có NA nữa. NA dấu cộng hay dấu trừ? Cộng NA. Rồi. À. NA quay quanh điểm B cùng chữ cái đồng hồ, vậy thì phải là dấu trừ. Trừ NA nhân cánh tay đòn. Cánh tay đòn có phải là 7 mét không ạ? Đúng không? Bằng bằng không. Rồi, các bạn sẽ suy ra được phản lực liên kết NA. Rồi, ở nhà có máy tính bấm cho tôi. Bằng bao nhiêu? Giải phương trình này ra cho tôi. Đúng không? 200 này. 200 này. À, cộng 300 căn 2 chia 2 nhân 5 trừ 300 căn 2 chia 2 nhân 0,2. Rồi, tất cả mình chia cho 7. Sẽ ra được NA ha. NA là gì? 384 384 Newton. 384 Newton. Ok. Như vậy với NA là 384 Newton. Có bạn nào có đáp án khác không? Rồi, một bạn là 319. Cái này hay đây. 319. Một thằng là 319,5. Một thằng là 320. Ok. Về ra phần đáp án chúng ta là 319,5. Ok. Với cái lực NB là 319, chúng ta lưu ý là gì? Khi mà gì viết phương trình xong, việc giải phương trình là cũng rất quan trọng nha. Các bạn mà làm mà coi như là không có đúng á, chỗ này sai chỗ này, này
làm đến đây mà sai thì rất đáng tiếc. Rồi. Gì? Moment tại điểm B hả? Moment hay lực đối điểm B thì các bạn lấy moment đối với điểm B thì XB, IB và lực 200 đều đi qua B, mà moment của lực đối với điểm, lực đó đi qua điểm lấy moment thì moment của lực đó đối với điểm bằng 0, bởi nó không làm vật thể quay quanh điểm đó được. Do đó thì chúng ta phải triệt tiêu nó đi. Hiểu chưa? Rồi. Như vậy thì có là A rồi đúng không ạ? Các bạn suy ra được IB chưa? Từ phở thế phương trình số 2, suy ra IB cho tôi. IB bằng bao nhiêu ạ? À? 404,8. Đó. Rồi. Đó, như vậy là coi như á là bài này chúng ta giải quyết xong. Tìm được các phản lực liên kết xong, trả lời câu hỏi của người ta được là mình giải quyết xong. Rõ ràng chưa? Rồi. Vấn đề tiếp theo. Sau khi mà làm xong á, ra được đáp án rồi, mình có chắc chắn là mình làm đúng hay không? Để mà chắc chắn làm đúng á thì mình phải làm sao ạ? À? Chúng ta phải kiểm tra lại, thông thường mình sẽ kiểm tra lại. Mình kiểm tra lại. Thì kiểm tra bằng cách nào? Đúng không? Kiểm tra bằng cách là vẽ phương trình lại từ đầu. Không, chiếu lên trục x lại từ đầu, chiếu lên trục y, rồi lấy moment lại từ đầu, rồi xem ta giải lại một lần nữa. Coi như bài này mình giải hai lần để kiểm tra. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta mất quá nhiều thời gian. Mình không nên làm như vậy ha. Như vậy là chúng ta kiểm tra kết quả bằng cách là gì? Dĩ nhiên cộng lại bằng không, dĩ nhiên phương trình phải cộng lại bằng không chứ, đúng không? Nhưng mà vì lý do nào đó các bạn có lấy moment nó sai, đúng không? Lấy moment nó sai thì tìm NA, mình thấy vô sai thì IB phải thấy vô sai luôn chứ, cái đó chắc chắn là sai rồi. Do đó chắc chắn là bài này chúng ta không có kiểm tra và viết phương trình lại từ đầu, mà kiểm tra bằng cách nào? Chúng ta dựa vào cái điều kiện cân bằng của một vật rắn. Điều kiện cân bằng của một rắn là gì? Vật rắn ta cân bằng khi nào? Hình chiếu lên trục x bằng không, tôi viết phương trình rồi. Chính là trục y bằng không, phương trình rồi. Và phương trình thứ ba là gì? Phương trình lấy moment của hệ lực này đối với một điểm bất kỳ các bạn phải bằng không. Tức là gì? Lấy moment hệ lực đối với điểm A thể hiện là nó không quay qua điểm A. Ok chưa? Rồi lấy moment điểm B để thể hiện không quay qua điểm B. Như vậy là chúng ta lấy moment đối điểm B rồi đúng không? Đúng không? Nếu hệ lực này mà đúng á thì nó sẽ làm cho vật thể chúng ta không được phép quay quanh một điểm bất kỳ nào ạ. À. Như vậy là gì? Để kiểm tra kết quả các bạn chỉ cần làm cho tôi một cái là gì? Lấy cho tôi moment của những hệ lực đã cho, đã tính được cho, đúng không? Lấy đối với điểm nào ạ? À? Những điểm còn lại trên cái thanh này, điểm A hay là điểm D, điểm C gì đó tùy các bạn. Điểm B mình lấy rồi nha, mình sẽ lấy moment hệ đối với điểm điểm A, mình lấy moment hệ lực này đối với điểm A. Rồi lấy moment đối với điểm A này, kiểm tra lại này, nếu kết quả cho bằng không thì là đúng, nếu kết quả cho khác không, à, sai sai chỗ nào đó kiểm tra lại phương trình moment. Đúng không? Đó, ok. Giả sử lấy moment đối điểm A, tôi sẽ được là gì? NA đi qua đây triệt tiêu đúng không? Là không này. Bỏ qua này. Còn cái lực này là gì? Lực nằm ngang nè, là 600 này, dấu trừ bởi vì nó quay qua điểm A cùng chữ kim đồng hồ. Lực nằm ngang á. 600 nhưng có 45. 600 nhưng có 45. Rồi, nhân cho cánh tay đòn đó là 0,2 m. Lực thẳng đứng trừ luôn. Thẳng đứng trừ 600 nhân sin 45 độ nhân cho cánh tay đòn. Cánh tay đòn đó là 2 mét. Đấy, chúng ta tiếp tục. 100 trừ 100 nhân cánh tay đòn á là 5 mét. Rồi. XB, IB. XB đi qua A, moment bằng 0. IB cộng IB nhân cho cánh tay đòn là bao nhiêu ạ? Là 7 mét. Đúng không? Và lực 200 trừ 200 trừ 200 nhân cánh tay đòn đó là 7 mét bằng 0 hay không? Cái này các bạn phải tự kiểm tra kết quả ha, tại ở đây không có thời gian để mà kiểm tra. Nhưng mà nếu mà các bạn này tính nãy giờ cái số này trong phương trình này, nếu NA NB IB NB IB tính đúng á, nếu IB tính đúng á thì phương trình này sẽ cho bằng không. Nếu IB tính sai, phương trình này sẽ cho một số chắc chắn là khác không. Dĩ nhiên ha,
chúng ta lấy nãy giờ chúng ta lấy làm tròn, do đó thì số chúng ta sẽ ra là số rất là nhỏ chứ không phải là không hoàn toàn nha, số rất là nhỏ nhưng mà bỏ qua được đúng không ạ, gần bằng không đó chưa. Rồi nếu phương trình này mình kiểm tra là đúng bằng không thì IB tính đúng, mà IB ở đâu ra? IB xuất phát từ phương trình số 2. IB nếu mà tính đúng thì chắc chắn là NA các bạn tính đúng nha, NA mình tính đúng. Như vậy thì phương trình này kiểm tra được hai cái kết quả đó là NA và IB, đúng không ạ? Còn XB á, một phương trình chiếu lên trục X mà chúng ta không làm được nữa là thôi chứ, đúng không ạ? Cái này không cần kiểm tra, chắc chắn là các bạn kiểm tra được, tính toán được, kiểm tra một lần sơ qua là đoán được ha. Như vậy là các cái bước mà chúng ta làm là như vậy ha. Như vậy là bước thứ năm của mình đó là gì? À, giải hệ phương trình. Bước thứ sáu là cái quan trọng nè, là cái gì ạ? Kiểm tra kết quả. Kiểm tra kết quả. Thì thông thường mình mới học thì mình sẽ nói chung là rất là siêng năng, chăm chỉ kiểm tra ha, làm xong là kiểm tra được, làm tới đâu kiểm tra tới đó. Nhưng mà học đến mà khoảng đến giữa kỳ rồi đó thì bắt đầu là thấy làm biếng rồi, làm được là mừng thấy mồ rồi, ai mà rảnh đi kiểm tra, thì dẫn đến là bỏ thời gian làm mà cũng chẳng. Rồi ok chưa? Rồi ổn rồi các bạn. Rồi các bạn có câu hỏi gì không? Rồi nói chung là các bạn tạm thời như vậy thì sau đây học xong á, buổi hôm nay nếu mà học xong á các bạn về tham khảo thêm video nữa. Rồi, nếu mà các bạn không thắc mắc gì cái bài toán này, chúng ta sẽ sang ví dụ tiếp theo. Làm gì học bao nhiêu đây, đến đây hoài. Thì chừng nào mới xong. Rồi, chúng ta sẽ sang ví dụ tiếp theo các bạn nha. Những quá trình tôi nói từ đầu buổi rồi, bây giờ còn hỏi là như thế nào nữa, tào lao nha, học trong bài không có hỏi mấy chuyện tào lao nha. Rồi ví dụ nữa nha,
Rồi. Tôi có cái thanh chịu lực như hình vẽ ha. Rồi. Đây là cái thanh AB. Thanh AB. Rồi. Ở cái phương tôi cho kích thước cái này là chúng ta tạo cho số chẵn chẵn xíu ha. Đây là 3. Cạnh thẳng đứng là 3, cạnh nằm ngang là 4, cạnh này là 5. 3 4 5. Rồi. Ở đây chúng ta có một cái lực cũng là 300 Newton, cái phương nằm ngang là 4, cạnh thẳng đứng là 5, 3, cạnh huyền đó là 5. Rồi. Ở đây chúng ta thấy là có một cái moment tập trung nữa là 200 Newton, các bạn thấy ở đây đúng không ạ? Có cái moment này chúng ta lưu ý là gì? Khi có moment thì chúng ta phải cẩn thận cái việc lấy moment này nè. Nha. Nếu không là sai nha. Rồi. Như vậy là việc đầu tiên tôi cần làm đó là gì ạ? Hệ này thôi, do đó thì cái việc chọn vật chờ thầy xíu nha, chờ thầy xíu nha, thầy mở lại cái